Thế rút cuộc là em muốn anh hay muốn cái nước khoái này? Đương nhiên là em muốn anh. Thế nên em mới có cả hai. Em không giết ông ấy. Anh giết bố em để được gì? Để được em hận anh cả đời à? Em biết là anh yêu em nhiều thế nào mà. Biết anh yêu em thật lòng mà. Cuộc đời của anh bây giờ còn có mỗi mình em thôi. Em cũng không cần anh nữa thì anh chết là đáng rồi. Cường à, anh Tuấn đây. Anh Tuấn à, Vân đang lên cơn nghiện, em phải giúp Vân. Anh cứ bảo mọi người về đi, em lo được. Anh biết rồi, em mở cửa ra đi. Có gì anh em mình cùng giải quyết. Anh bảo anh em về đi, em lo được mà. Em cứ mở cửa ra đi, thấy Vân anh mới bảo anh em về được. Các anh về đi, tôi không sao cả. Tôi muốn ở một mình với anh Cường. Cô Vân à, chúng tôi cần nhìn thấy cô. Cô ra đi được không? Tôi mở cửa đây. Cô sao không? Tôi không sao. Nghe nói cô đang cần tìm thứ này. Ta cung cấp phần mềm mở cửa cho cậu. Đúng rồi. Lúc đầu nhá, là em bảo nó phải đi cùng em thì em mới đồng ý. Còn không thì thôi. Nhưng cuối cùng nó lại dí cái thằng hội nghiện cho em. Nó còn khẳng định là ngày hôm đấy nhà ông Hoàng không có ai cả. Nhưng đến lúc bọn em vào thì tự nhiên ông Hoàng lù lù xuất hiện. Thằng kia nó điên lên nó xiên ông ấy chết. Em sợ quá em không dám mở cả két, em chạy luôn mà.
em. Ôi. Đến giờ này em không biết là tại sao em lại dính vào cái việc này. Em không muốn giết ông Hoàng đâu. Em giết ông ấy làm gì? Ông ấy dù sao cũng là bố của Vân mà. Cứ bình tĩnh lại. Nếu như cậu thành khẩn và thực sự cậu không giết ông Hoàng thì vẫn còn cơ hội cho cậu làm lại cuộc đời. Em đã bình tĩnh và suy nghĩ rất nhiều rồi. Tội của em ấy, thì cùng lắm chỉ vài năm thôi. Nhưng mà cày, đến khi mà em biết là em yêu thật lòng thì cũng là cái lúc người ta cho em hiểu, người ta đến với mình chỉ vì nước khoái. Bây giờ thì cậu cũng đã hiểu nỗi đau khi nhận ra là mình yêu một người nhưng yêu sai cách. Thì cậu thử nghĩ xem bố cậu sẽ cảm thấy thế nào khi đặt quá nhiều niềm tin vào cậu. Hồi nhỏ cậu học rất giỏi, chính anh cũng thường bị bố mẹ đem ra so sánh với cậu. Anh cũng không ngờ rằng anh em mình lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Sai quá rồi. Biết sai để sửa sai thì cậu vẫn còn cơ hội.